Vui quá. Mình cũng muốn chơi cùng các cậu. Mẹ túm con đau quá. Làm sao vậy nhỉ? Thi cốt kỳ đàm, chuyện lạ về xác chết. Cao Bân. Chào anh. Chào anh. Tôi là bác sĩ pháp y Cao Bân. Tôi đã tiến hành kiểm tra sơ bộ hiện trường. Căn cứ vào đặc điểm bộ xương có thể phán đoán rằng người chết là phụ nữ. Bây giờ vẫn chưa xác định được thời gian tử vong, bởi vì hiện trường phát hiện ra rất nhiều dấu vết hóa học. Bị búa đập vào đầu, xem ra hung thủ là một người lạnh lùng và lão luyện. Giáo sư Lương, trên xương và người bị hại, tôi đã phát hiện ra một vài dấu vết rất nhỏ, rất kỳ lạ, không giống như trước đây tạo thành từ hung khí kim loại, mà giống như bị động vật cắn xé. Cho nên tôi đang nghĩ, rất nhiều hung thủ khi xử lý thi thể thích xử lý hết phần mỡ của thi thể trước, đặc biệt là nếu dùng động vật để cắn xé. Chứng cứ về ADN ít đi rất nhiều. Rất nhiều xã hội đen đã mở một toàn trường sang toàn chó. Năm 97 tại California, Mỹ đã xảy ra một vụ án tương tự như thế. Hắn ta chỉ đặt nạn nhân vào một bể cá. Tại sao? Là bởi vì hắn ta nuôi cá ăn thịt người. Tôi chỉ cho mọi người một vài điểm xuất phát thôi. Biết rồi, tiểu thiên tài. Sau khi hung thủ xử lý hết phần mỡ của thi thể, đã đem phần xương còn lại đặt vào trong cái hũ kia. Hiện trường không có dấu vân tay. Xem ra hung thủ rất hưởng thụ quá trình xử lý thi thể. Tôi cảm giác có lẽ đây là một sát thủ liên hoàn. Phương pháp tàn độc như thế này có lẽ không phải là lần đầu tiên giết người. Chúng ta có thể điều tra các ghi chép phạm tội. Tên hung thủ này có lẽ đã bắt đầu phạm tội từ nhỏ rồi. Cho nên một điểm chúng ta có thể khẳng định chính là địa điểm giết thi thể không phải nơi này. Chiếc hũ được chôn ở một vùng nước có đầy rêu xanh, cũng được khoảng một thời gian, bởi vì mấy hôm trước cơn lũ đã đẩy nó trôi tới nơi này. Bây giờ thứ chúng ta phải tìm đầu tiên địa điểm giết thi thể rốt cuộc là ở đâu. Tôi nhớ ra rồi, chính là cái hũ này. Tôi từ nhỏ nhìn thấy nó rồi. Nó là cái hũ chuyên dùng để dễ phát quà. Vết đích của cái hũ chủ yếu là dưới đáy, cũng có nghĩa là cái hũ này được nhấc từ trên cao xuống, phần đáy đập vào mặt nước. Cho nên nơi nhấc thi thể có lẽ là một cây cầu. Ở đây tôi chỉ cần nhập độ dày, trọng lượng của cái hũ và tốc độ dòng nước là có thể tạo ra một mô hình 3D. Như vậy có thể mô phỏng và tính toán ra được độ cao của cây cầu. Máy tính quá chậm, chiếc cầu này có lẽ không cao. Tôi nói cô hay, nếu lấy cầu cảng Sydney làm ví dụ, độ cao của nó là 52,4 m. Nếu từ độ cao này nhảy xuống, lúc va chạm chắc phải 2 tấn, giống như một chiếc xe hơi nhỏ đang đi với vận tốc 90 m. Quan điểm là gì? Tứ chi nếu có thể nối liền với nhau, như vậy cậu có thể tính ra không? Não tôi có thể đồng thời suy nghĩ hai chuyện, như vậy sẽ không lãng phí thời gian. 2,5 m. Chính xác một chút là 2,56 m. Lập tức có thể tìm bản thi công cầu xem thử. Tìm thấy rồi. Chúng tôi đã lấy được ghi chép báo án của cảnh sát địa phương. Cô gái mất tích khoảng 20 tuổi. Gần đây có một vụ. Thông qua việc đối chiếu ADN, chúng ta xác định được thân phận của thi thể. Người chết tên là Mạc Phi, mất tích 2 tuần trước. Trước khi mất tích, từng học vẽ tại một phòng tranh lớn nhất trong thị trấn. Thật xinh đẹp. Nạn nhân Mạc Phi. Không có dấu vết cài khóa. Cũng có nghĩa là Mạc Phi khi nghe tiếng gõ cửa đã chủ động ra mở. Sau khi mở cửa, có một người đàn ông cùng đi vào. Căn phòng rất lạnh, sàn nhà rất mát. Con gái bình thường rất hay đi loại dép hơi dày dày. Nhưng từ hiện trường cho thấy, cô đang sốt ruột chờ đợi một người đàn ông tới đây. Có lẽ là cửa không hề khóa. Nếu dùng loại khóa này,
Bắt buộc phải dùng chìa khóa mới mở được. Lúc cậu thấy người đàn ông này xuất hiện, đã hưng phấn chạy ra, quên luôn việc đi dép. Nhưng cũng có thể cậu quên khóa cửa, cho nên hung thủ mới nhân cơ hội lẻn vào phòng chiếm đoạt. Đây chính là bằng chứng chứng minh một cô gái đang chờ đợi đàn ông. Phụ nữ không chỉ uống rượu khi ở cùng với đàn ông. Nửa đêm rồi cô vẫn một mình ở trong nhà uống rượu mà vẫn tô son à? Đây chính là chứng cứ. Có lẽ Mạc Phi đã chuẩn bị trước. Sau khi cậu bóc bao cao su ra, người đàn ông đột nhiên dừng lại. Sao anh biết hắn ta dừng lại mà không phải là không thích? Điểm này cô có kinh nghiệm hơn tôi. Tôi chỉ là hợp lý tất cả các loại logic thôi. Dường như người đàn ông này muốn tìm gì đó trong căn phòng này. Bạc Phi đang dỗ dậy anh ta. Xem ra người đàn ông này có vài điểm yếu nằm trong tay Mạc Phi. Sau khi hắn ta tìm ra vật đó, liền giết người diệt khẩu. Nhưng đó chỉ là một cô gái nhỏ, liệu có thể nắm được thớp gì chứ? Đồ phụ nữ giấu vẫn phải để phụ nữ tìm. Không sai, là tôi. Vậy Mạc Phi là bạn gái nhỏ của cậu à? Chúng tôi không phải quan hệ như ông nói. Chúng tôi chỉ là quan hệ thầy trò thôi. Chúng tôi đã điều tra mạng xã hội của Mạc Phi. Tổng cộng có 172 tin chưa công khai, 68 tin có liên quan tới anh. Trên vẽ của anh xuất hiện 32 lần. Anh nói với tôi hai người chỉ quan hệ là thầy trò. Trong số các học sinh, không ít cô gái thầm thích tôi. Đây là điều rất bình thường. Ngày Mạc Phi mất tích cũng chính là ngày 17 tháng 3. Cậu đã ở đó. Tối hôm đó tôi cùng vợ xem kịch. Ông có thể đi hỏi vợ tôi. Ngày 17, hôm đó tôi và Mạc Tích đi xem kịch. Hai người đã xem kịch gì? Roy và Mara. Nhưng chúng tôi lớn tuổi rồi, cũng không tin vào mấy lời nói dối hoa mỹ đó nữa. Cô thường đi xem kịch không? Lúc rảnh rỗi sẽ đi xem. Hôm đó hai người kết thúc lúc mấy giờ? Khoảng 9 giờ tối. Họa sĩ thường xuyên về nhà không? Thường xuyên về nhà. Đây là ấn phẩm tuyên truyền diễn kịch. Nếu cảnh sát có hứng thú, có thể lấy về xem thử. Còn tập sách nào nữa không? Hết rồi. Bảo mẫu tưởng nó không có ích gì nên dứt hết đi rồi. Cảnh sát cũng thích xem kịch sao? Tôi xem kịch nhiều rồi, chỉ là không phải trên sân khấu thôi. Để ấn phẩm tuyên truyền giống như không thích ở trong nhà, là bài cho chúng ta xem ư? Lý Phụng và chồng cổ có một đôi dép giống hệt nhau. Đôi của Lý Phụng đã rách rất nhiều, nhưng đôi của Mạch Tích còn mới. Điều này chứng tỏ Mạch Tích không thường xuyên về nhà. Hai người đang chiến tranh lạnh mở riêng. Cách âm của ngôi nhà Mạc Phi thuê không được tốt. Hôm trước tôi đã hỏi hàng xóm của cổ. Hôm cổ mất tích, họ không hề nghe thấy bất cứ âm thanh la hét nào. Cho nên tôi cho rằng khả năng là người quen gây án sẽ lớn hơn. Hàng xóm bên cạnh phòng tranh nói cho chúng ta biết, phòng tranh giống dị không hề kiếm tiền. Hơn nữa việc dạy học cũng không có lợi nhuận. Mạch Tích chủ yếu là dựa vào vợ nuôi.
Nhà vợ rất có tiền. Anh ta đang ở rể. Mạch tích này bình thường không kiếm được tiền, áp lực cuộc sống rất lớn. Thế nên đã tìm thấy tự tin ở cô gái nhỏ. Kết quả bị cô gái cho vào trọng, sợ rằng không lấy được tài sản nhà vợ, vì vậy mới ra tay với cô gái nhỏ. Nói đến vật chứng, tôi cảm thấy có điểm rất kỳ lạ. Chiếc nhẫn mạch tích đeo rất cũ, nhưng chiếc nhẫn cô vợ đeo lại rất mới. Hình dáng thì giống nhau. Họ nhớ điểm này. Giáo sư, đây là dấu dân ta lấy được ở căn nhà Mạc Phi. Kết quả đối chiếu với dân ta có mạch tích. Còn cả bức tranh này nữa, kết quả đối chiếu dấu giày trên cầu đá và mạch tích. Tìm mạch tích đến đây. Chúng ta phải nói chuyện với cậu ta. Alo. Hả? Dưới cầu đá là phát hiện ra một thi thể khác.